Chúng ta qua cái phần khác, đó là cái thư điện tử. Mình đi nhanh cái này. Thì cái thư điện tử á, là viết tắt, nó là từ electronic mail. Email là từ viết tắt của electronic mail. Đây là cái dịch vụ chuyển và nhận thư thông qua mạng máy tính. Đây là thông qua mạng chúng ta mới chuyển và nhận thư được. Còn cái dịch vụ chuyển và nhận thư chạy bằng cơm á, tức là bưu điện á, ha, nó là thư tay. Các bạn, nó là thư tay. Rồi, thế thì có cái gì khác so với cái thư tay với lại cái thư điện tử? Thì cái thư điện tử các bạn thấy là nó chạy ha, nói chung là gửi, nếu mình có mạng á thì gửi nó có liền, gửi là nó có liền, nó lẹ nha. Rồi miễn sao có mạng là nó có. Thì một cái địa chỉ của email á thì nó có cái đơn giản, nó là có 3 phần. Thứ nhất, chỗ IPC nè, đây, cái này là cái tên do người dùng tự đặt, tên do người dùng tự đặt. Các bạn muốn đặt cái gì đặt, ha, rồi từ amoc, amoc này tiếng Anh nó gọi là nó đọc là chữ chữ S đó ha, rồi. Và cái thứ ba đó là cái domain. Thì domain là cái gì đó, cái tôi của cái email á, ha. Ví dụ như bây giờ thầy nè, cái trang web trường mình á, thì nó là cái gì đây? Trang web của trường mình, cái tên miền là ktdn.edu.vn. Đây, trường mình đây, đó là coffer.edu.vn. Cho nên á, mà cái đuôi á, thầy, cái địa chỉ email của thầy á, nó là cái gì? Là VDA đúng không? Amoc coffer.edu.vn. Thì phần này là phần domain nè, đó, được ha. Rồi, thế thì cái chữ ABC nè là tên coi như dùng tự đặt, thì nó có một số những cái quy tắc. Thì thực ra các bạn lưu ý là thứ nhất là chúng ta phải gõ tên là được rồi ha. Thứ nhất là chúng ta gõ cái chữ, cái ký tự trước, đừng có gõ số, đó là vấn đề. Cái vấn đề thứ hai á là nó không có khoảng trắng nha, không có khoảng trắng, không khoảng trắng. Cái vấn đề thứ ba á là bữa trước mình có học về cái những cái từ mà không được đặt ở trong cái thư mục với lại tập tin á, ví dụ như dấu lớn, dấu bé, rồi dấu chấm hỏi hay chấm gì đó thì nó cũng không được đưa vô đây luôn nha, nó không được đưa vô đây luôn. Rồi, thế thì nó có một cái nữa là cuối cùng là cái từ ABC này nè, đó, cái tên người dùng tự đặt á nó phải khác với tất cả mọi người ở trong cùng cái domain nha, nó phải khác tất cả mọi người ở trong cùng cái domain. Ví dụ như có abc amoc domain.com rồi thì không có thể nào phải abc nữa, phải là abc1 amoc domain.com, đại loại vậy. Rồi mà tụi chung lại á, thì các bạn biết là không có bất cứ người nào có cái địa chỉ email nó giống nhau đúng không, tất cả đều phải khác nhau, nó khác cái domain rồi nó khác luôn cái này luôn ha. Cho nên là các bạn thấy không có người nào mà có cái địa chỉ email giống nhau đâu, nội trong cùng cái domain là nó đã bắt buộc phải khác nhau rồi ha. Còn ở giống cái tên mà khác domain thì cũng là khác rồi. Thì đây là cái mô hình hoạt động của cái việc mail server ha. Mình gửi email đi, cái mail nó tới cái chỗ SMTP nè, đó, gửi là chụp SMTP, còn nhận á, còn nhận thì nó dùng là POP. Các bạn đâu chỉ này chỉ biết sao đâu đó, POP ha. Rồi, bây giờ những thành phần trong email đầu tiên là ta nói là from. From là địa chỉ người gửi email. Thì hiển nhiên mình gửi thì mình phải để địa chỉ from là tên từ mình. Đó, cái vấn đề này mình không nói rồi. Bây giờ to. To có nghĩa là gì? To ở đây á là cái người nhận. Người nhận. Và cái người nhận email này là người nhận email liên quan trực tiếp. Các bạn thấy liên quan trực tiếp ở đây. Thế thì liên quan trực tiếp có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái nội dung đó viết về cái người đó, hoặc là cái người đó phải thi hành những cái vấn đề mà được đề cập ở trong email. Ví dụ như bây giờ thầy gửi một cái email đó các bạn, đây là bài tập về nhà của bạn A. Thì các bạn A, cái người nhận email á là bạn phải làm gì các bạn? Phải làm bài tập đó mà thầy giao. Thì cái đó là to. Rồi, CC. CC là email nhận bản sao, và ECC là cũng là cái địa chỉ email luôn, nhưng mà là cái địa chỉ email được được ẩn đi. Thế thì hai cái này nó khác gì so với cái thằng tu ở trên này?
Thì CC á là địa chỉ email người nhờ người nhận, nhưng mà người nhận bản sao, và hoặc là cái người nhận là mang tính chất là gián tiếp hoặc là mang chất theo dõi. Ví dụ như bây giờ sếp kêu em ơi, gửi cái bản báo giá qua cho cái đối tác ABC gì đó đi. Thì bây giờ mình sẽ gửi cái bản đối tác cho mình sẽ gửi cái bản báo giá cho đối tác. Thì đối tác chắc chắn đối tác nằm đâu các bạn? Đối tác nằm tù. Đúng không? Email của đối tác chắc chắn nằm ở trên một tù. Thế còn bây giờ email của sếp thì nằm trong đâu? Mục nào các bạn? Mục CC. Tại sao? Tại khi mình gửi á thì để check lại, để cho sếp biết là mình gửi cho đối tác là cái giá như thế này. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là hồi nãy sếp kêu gửi, em đã gửi rồi. Đó, thì là cái người liên quan gián tiếp hoặc là cái người cần theo dõi công việc thì nằm ở chỗ CC đó. Được nha. Thì các bạn lưu ý là bắt buộc ha, khi mà đi 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 làm á, thì đi làm thì cái chuyện mà CC là cái chuyện hiển nhiên. Các bạn đi làm mail, mail đó là cái một cái kênh thông tin rất là quan trọng, kênh chính thức, đó là kênh chính thức. Các bạn có thể là thông báo qua 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 Facebook, các bạn có thể thông báo qua group Zalo vân vân, nhưng chính thức ở trong công việc nó vẫn luôn luôn là mail, vẫn luôn luôn là mail. Thầy không có nói tới một số bạn mà đang bán hàng online trên Facebook ha, chốt thì chốt đơn trên 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 đâu luôn các bạn, Facebook đúng không? Thì các bạn cũng phải làm gì, phải gọi điện thoại các bạn hỏi xác nhận đúng không, đại loại vậy. Rồi bây giờ nó nói tới BCC. BCC đó là địa chỉ email được nhận bản sao, nhưng mà sao các bạn ẩn đi cái địa chỉ email đó, không ai biết được. Rồi bây giờ nhìn đây, ẩn đi là sao ta, để coi có cái mail nào không ta. Không có cái mail nào đâu. Rồi, này đi. Rồi ví dụ ha, Hưng Thịnh. Rồi. Thì khi mà mình nhận được một cái mail á, thì các bạn lưu ý là ở đây nó có thông tin của cái email. Từ từ. Này nó đang bị chặn cho nên giờ nó nhìn nó không có rõ cho lắm. Đây ví dụ như vậy đi ha. Rồi. Các bạn thấy ở đây các bạn thấy là rõ ràng một cái email mình click vô đây nha, các bạn thấy là mình sẽ biết được cái email này gửi từ ai. Ví dụ David Thomas gửi cho ai? Ví dụ ở đây Dr. Forwin và CC cho ai? Các bạn thấy CC cho hai người. Thì ở đây á là các bạn thấy rất là rõ ràng ha, là mình có thể nhận thấy được email này gửi từ đâu và gửi cho ai. Tuy nhiên ví dụ như các bạn muốn CC cái mail này cho người khác mà các bạn không muốn là những cái người này nè thấy được là mình có gửi cho bạn đó, thì mình thêm một mục gì nữa các bạn, thêm một cái mục nữa đó là cái mục BCC. Đây thêm một bộ CC nằm đây. Được không? Thế thì bây giờ ha, thầy có một cái ví dụ. Ví dụ ở đây thầy người gửi đó là A gửi à không à, người người gửi là A, người nhận là B với lại C, CC đó là D với E, còn BCC đó là F với G. Rồi, thế thì bây giờ nè, B và C nhận mail, B nhận mail thấy này ai gửi các bạn, thấy ai gửi, gửi cho BC và CC cho D, E. Thì đây, bốn người này thấy như nhau, bốn người này thấy như nhau là từ A gửi cho BC và CC cho DE. Nhưng mà thằng F này nè, lúc này nó thấy khác, nó thấy là gì? Là này A
gửi cho BC, CC cho DE và BCC cho F. Thằng G này thì thấy là A gửi cho BC, CC cho DE và BCC cho G. Được không? Thì đó là cái BC á, à, cái người nhận được ẩn đi, và kể cả những giữa những cái người nhận với nhau, à, giữa những người nhận với nhau cũng ẩn đi luôn. Thì cái đó là cái cách ha, đôi lúc mà mình cần à, cái việc mà chúng ta ẩn địa chỉ email như vậy. Các bạn có thể là lên trên mạng các bạn kiếm mấy cái trường hợp khi nào chúng ta gửi BCC ha. Ngày trước nó xài thì nhiều. Nhưng mà sau này có một số dịch vụ mà gửi cái kiểu mà gửi nhiều á thì nó cũng không cần nữa. Cái này nó giờ nó chỉ mang tính chất là bí mật ha, với lại là đâm chọt thôi ha. Mình gửi mail rồi BCC các kiểu vậy đó. Rồi. Cũng giống như là giống như à cái ví dụ hồi nãy ha. Thầy ví dụ cho các bạn á là mình gửi mail cho khách hàng đúng không? Mà thay vì mình CC cho sếp thì giờ mình BCC thôi, cho BCC thôi. Để là sếp vẫn biết được ừ là mình gửi đúng không? Sếp vẫn biết được là mình gửi cho đối tác rồi mà sếp vẫn kiểm tra được. Nhưng mà còn cái người đối tác á thì không biết là mình có forward lại cho sếp ha. Rồi, sắp xếp là tiêu đề của email ha. Tiêu đề thì các bạn biết rồi đúng không? Và body là những nơi các bạn viết cái nội dung của cái email. Thì giao thức cơ bản trong email thì ở đây chúng ta có ba cái giao thức, đó là SMTP, IMAP và là POP3 như là POP. Rồi. Thì SMTP thì giao thức này là cái giao thức dùng để gửi mail. IMAP và POP là giao thức dùng để nhận mail. Nhận mail nha các bạn, giao thức nhận. Rồi, cái này là cái gì? Cái này là gửi. Thế thì khi mà các bạn muốn gửi và nhận á thì bắt buộc chúng ta phải có một cặp là SMTP với IMAP hoặc là SMTP với POP. À, thì nói chung là bắt buộc nó phải có. À, còn cái chuyện mà nó có như thế nào nhiều khi mình cũng quan tâm. Nói chung mở thì tự động nó có sẵn rồi ha, nhưng mà đây là cái lý thuyết để các bạn biết được ha. Thì bây giờ các dạng cung cấp dịch vụ email á thì đầu tiên á, à, mail server là mấy cái phục vụ gửi nhận thư, ví dụ như là Google chẳng hạn vậy, nó có cái Gmail á. Chỗ này đây, mail client là phần mềm gửi nhận thư cài đặt tại máy cá nhân. Ví dụ như hồi nãy thầy có làm cho các bạn xem thì đây, ví dụ như Outlook này nè. Đây là một cái chương trình gửi và nhận thư được cài đặt tại máy tính của thầy. Thì cái này được gọi là một cái mail client, và cái mail client này tên là Outlook nha, tên là Outlook. Rồi. Webmail là gửi nhận mail bằng web browser, tức là thay vì thầy cài đặt cái chương trình thì bây giờ mình có quyền làm gì các bạn, lên trên này thì việc gửi và nhận mail quản lý trên này nè thì nó gọi là webmail ha, nó gọi là webmail. Popmail, popmail là sử dụng email bằng các mail client đó. À, chỗ này đây. À, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể là chúng ta mở cái trang web lên và xem mail được. À, thầy lấy ví dụ như cái điện thoại di động của các bạn. Điện thoại di động á, thì các bạn vào mail là các bạn vào app hay là các bạn vào trang web. Ở đây thì rõ ràng là các bạn vào gì các bạn? Các bạn vào app chứ mình có đâu có vào web được đâu. Đúng không? Đó là chúng ta vào app chứ không có phải là vào vào web. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai á là cái sự khác biệt giữa cái mail client này với webmail á, là cái khi mà nó không có mạng. Thì webmail không có mạng là hiển nhiên không có mạng thì không có gửi nhận gì hết. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Là bây giờ chúng ta cũng không có lên trên mạng để ta coi là cái thư nó mail thư cũ á, mail thư cũ nó không có. Nhưng nếu như chúng ta sử dụng cái này, chúng ta sử dụng cái client mail thì bây giờ không có mạng, ok, tôi không gửi được mail, tôi không nhận được mail mới. Nhưng mấy cái mail cũ mình có mở được không các bạn? Mình có đọc được không? Được. Nha, được. Thì đó là cái sự khác biệt ha, hai cái sự khác biệt cơ bản giữa cái webmail với lại cái mail client. Mailchain là hệ thống cái vụ email tại công ty, cái này thì lớn ha. Này thì mình không nói, biết cho nó đâu nó biết được rồi ha.
viết và nhận thư này, đợi một cái buổi nào đó ha, không biết mà nhận thư chi, buổi nào chi cho nó cực ha, giờ làm luôn. Rồi ở đây chúng ta sử dụng cái Gmail nha các bạn. Muốn nhận thư chúng ta dùng nút này là nút soạn thư đúng không? Thì nhiều khi chúng ta nói là tiếng Anh đó, thì nó là chữ là compose, nhấp vô cái rồi ở đây thì nó sẽ có những cái chỗ ha. Đầu tiên gõ người nhận tu nè, thích thì thêm BCC là CC vô, rồi ghi chủ đề, sau đó lại gì nữa, gõ nội dung, xuống tới đây bấm nút gì nữa các bạn, bấm nút xem, rồi xong rồi đó ha, gửi thư nó có nhiêu đó thôi, mấy bước à ha. Nhưng mà thực ra thì gửi và nhận thư á, nó có một số cái nguyên tắc, nó cũng không phải là nguyên tắc gì, các bạn biết á. Gửi và nhận thư thì nó cũng là một cái kênh thông tin, tức là một kênh giao tiếp, và khi mà chúng ta giao tiếp á thì chúng ta phải có một cái người ta gọi là cái nghệ thuật giao tiếp, và cái vấn đề chú ý khi giao tiếp nó rất là khác khi mà chúng ta nói chuyện trực tiếp, cũng giống như là chúng ta sử dụng cái phần mềm chat. Xuất khẩu thì các bạn chắc chắn các bạn sẽ học một số những cái môn liên quan tới Gmail. Ví dụ như là gửi thư thanh toán hay gì đó vân vân, có một cái môn thầy nhớ bên ngành xuất khẩu của các bạn á. Mấy ngành khác thì ngành tiếng Anh nó thì như có tiếng Anh thương mại điện tử, tiếng tiếng Anh thư tín thì quản trị kinh doanh thì không biết là có học hay không, nhưng mà cũng nên nhớ ha. Rồi thì đầu tiên là chúng ta phải chú ý đối tượng khi chúng ta gửi mail, tức là chúng ta gửi tu CC hay là BCC, không phải lúc nào gửi nhiều các bạn cũng bay vô không phải lúc nào gửi nhiều các bạn cũng bay vô đây ha, các bạn để tất cả nằm ở trong cái mục tu này, đây là một cái đại kỵ nha các bạn, mình phải biết ai nằm ở trong chỗ nào, tu hay là CC, thường thường là tu hay là CC ha, hoặc là gì đó BCC, nhớ không phải lúc nào cũng phải bỏ vô tu hết nha, phải biết. Cái thứ hai là tiêu đề email nên ngắn gọn rõ ràng. Cái tiêu đề email á là bắt buộc phải có, đầu tiên thầy phải nói bắt buộc phải có. Có một số cái đầu tiên mà người ta nhìn thấy á đó là cái tiêu đề email, thì cái tiêu đề email mà các bạn viết nó không có ra hồn thì người ta cũng chả đọc mail gì đâu ha, đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai á là cái tiêu đề email á thì có một số những cái trend á, mail trend lớn á, thì cái mail nào mà không có tiêu đề á thì nó đẩy vô thành là spam mail, cho nên bắt buộc là các bạn phải viết cái tiêu đề, các bạn bắt buộc phải có cái tiêu đề rồi. Cái vấn đề nữa là tiêu đề email nên ngắn gọn rõ ràng súc tích thôi ha, đừng có dài quá, thì nói chung á là 5 từ là ok rồi, nhưng mà nếu mà nó dài quá thì tới 10 từ thôi nha, 10 từ là tối đa thôi, đừng có cố gắng kéo dài quá nó không tốt. Rồi kết cấu nội dung email phải đủ 3 phần: mở đầu, nội dung chính, phần kết. Thì khi mà các bạn viết thư á nó không giống như là chat hay hello rồi gì đó vân, mà khi các bạn viết mail thì nó mang tính chất là trong cái quá trình là gọi là gì, mang tính chất là trước cái gì, nó không phải gọi là trực tiếp, cái mail này nó mang tính chất là chính thức. Chính thức tức là khi mà chúng ta đã liên hệ qua mail thì đó là về mặt công việc ha, đó là về công việc rồi, cho nên á là bắt buộc ha, chúng ta phải có mấy cái này. Thì đầu tiên phần mở đầu, phần mở đầu có gì trong đó thì hiển nhiên ha, khi viết cái mail là phải làm gì, chào trước, ví dụ tiếng Anh là dear gì đó, hoặc là gì, chào quý công ty, chào anh chị hay là vân vân, nói chung là phải có phần mở đầu. Rồi phần nội dung chính thì cái này là cái nội dung ở trong mail, thì hiển nhiên trong cái phần nội dung cái nội dung mail á thì chúng ta muốn viết mấy phần cũng được, có mở đầu, có thân bài, có kết bài gì đó ha, còn cái này mở đầu là mở đầu cuối mail nha. Rồi thì cái nội dung chính á thì các bạn thấy nó trực tiếp, hoặc các bạn có thể là chúng ta nói gián tiếp, ví dụ như hôm nay chúng tôi gửi đến anh chị
Vì biết các anh chị có nhu cầu về sản phẩm ABC gì đó thì hôm nay công ty chúng tôi gửi bảng báo giá cho quý anh chị gì đó vân đó. Rồi thì trong cái nội dung chính này á, thì có thể giới thiệu hay với tên của các bạn hay gì đó tùy ha. Mà nội dung này thì không quan tâm, thầy chỉ quan tâm là có phần mở đầu của mail, nội dung của mail và cuối cùng là phần kết của mail. Thì phần kết của cái mail thì đó là thường là kính thư, thường thường là kính thư. Ví dụ sau khi các bạn đã xong, cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian xem email, hoặc là cảm ơn gì đó, rồi chúc anh chị có một cái tuần đi làm vui vẻ hay gì đó vân, thì cái đó là phần kính thư, phần kết nha. Nó khác với cái phần kết của cái nội dung. Rồi như vậy các bạn thấy nha, lúc nào chúng ta cũng có mấy phần này được chưa. Rồi về trình bày lịch sự, trình bày lịch sự là sao? Thứ nhất là chúng ta không biết hoa nha, không biết in chứ hả, không biết in. Tại sao chúng ta không biết in? Thì ở đây thầy lấy ví dụ ở đây ha, ở đây ví dụ nha, anh ở đâu đấy ha, anh ở đầu đấy đúng không, và cũng cái từ đấy ha, thì viết hoa anh ở đầu đấy. Thì các bạn thấy khi mà chúng ta nói đọc hai từ này, từ này là câu hỏi bình thường, còn ở đây là một câu hỏi, nhưng mà sao các bạn hơi quạo rồi đó ha, hơi quạo. Cho nên á, trong cái vấn đề này, trong vấn đề trình bày á, thì chúng ta tốt nhất là chúng ta đừng có viết in, tại vì viết in nó giống như là nó đang quát vào cái mặt người đối diện người đọc vậy đó ha. Cho nên là cái này chúng ta nên lưu ý không biết in. Cái tiếp theo nữa là không biết tắt nha, cái tiếp theo nữa là không biết tắt. Rồi nhưng đối với một số những cái từ mà viết tắt người ta cho phép, hoặc là trong cái ngành nghề của mình á, ví dụ như thay vì các bạn viết là gì, thuế đúng không, thuế giá trị gia tăng đúng không, thì bây giờ chúng ta dùng từ viết tắt là gì các bạn, VAT đúng không, rồi thuế gia tăng VAT. Nhưng mà khi mà chúng ta viết tắt á thì bắt buộc là chúng ta phải viết viết hoa được không, cái từ viết tắt phải viết hoa, không được viết tắt, không được viết in, chỉ được viết in là khi chúng ta viết tắt nha. Nhớ mấy cái này nha, nhớ cái từ viết tắt này nó phải là cái từ được xã hội công nhận, hoặc là được trong ngành nghề các bạn công nhận. Ví dụ như xuất nhập khẩu có nhiều ngành cũng có nhiều từ ha, xã hội thì ví dụ như cảnh sát giao thông nè, phòng cháy chữa cháy nè, rồi xuất khẩu thì có mấy cái từ mà chuyên môn ở trong thanh toán á, chuyên môn thanh toán, rồi kế toán thì ba một đống thuế, quản trị, quản trị có nhiều, quản trị với lại bên 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 gì ta, bên nhà hàng á, nhà hàng lãnh chúa luôn á ha, toàn là mấy cái từ viết tắt không. Rồi về cái vấn à quên nữa, về cái vấn đề mà trình bày lịch sự á, ngoài cái hai cái đó ra, nó còn có một số thứ, ví dụ như là viết hoa đầu câu, viết hoa chữ in, chữ chữ viết hoa gì, viết hoa tên riêng đại loại vậy. Rồi cũng nó cũng còn một số cái nữa ha. Ví dụ như là bây giờ các bạn nên cố gắng, các bạn nên cố gắng là chúng ta đừng có đưa cái những cái lời mà mang cái cảm xúc, mang cái tính chất là nó mang tính chất cái cảm xúc mà nó bực mình vào trong cái email. Ví dụ như tại sao anh chị lại làm như thế vân 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 vân, thì khi mà chúng ta đang ngồi viết mail là chúng ta đã có các bạn thời gian để chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ rồi, chúng ta đã có thời gian chúng ta suy nghĩ. Cho nên á là tốt nhất là chúng ta nên có cái dùng cái từ ngữ ha, nó là dùng dùng cái từ ngữ cho nó sao cho nó phù hợp ha. Rồi tiếp này, phải có chữ ký cuối email ha. Chữ ký cuối email thì nó có gì trong đó, thì thứ nhất là phải có tên đúng không, phải có người gửi là ai ha.
Các bạn có thể là hỏi à, thầy ơi vậy còn lúc mà gửi chắc chắn là có từ tu đúng không? Vroom chứ hả? Vroom, vroom. Nhưng mà giờ đó, nhiều khi người một nơi đúng không? Tên email nó nẻo, lại biết ai với ai. Và cho nên là cái chữ ký nó phải có tên. Cái thứ hai là cái thông tin liên lạc. Ví dụ như số điện thoại rồi gì nữa ta, địa chỉ nhà hoặc là địa chỉ email gì đó. Vâng. Và cái thứ ba, cái này nó cũng không có cần thiết lắm nhưng mà cũng cần nên lưu vô, đó là cái vị trí nha, cái vị trí việc làm nha. Ví dụ như giám đốc như các kiểu luôn ha. Không last minute email. Last minute email á thì có nghĩa là những cái email mà gửi vào một cái thời điểm mà cái người nhận á họ còn rất ít cái thời gian để mà họ xử lý cái email này. Thầy lấy ví dụ như bây giờ 4:30 là về, là 5 giờ chứ hả, 5 giờ là tới giờ về, thì tới cỡ khoảng 4:30, 4:45 ông sếp mới gửi cái email, mới kêu là em ơi soạn cho anh cái hồ sơ để mang đi lên cục thuế, đại loại như vậy. Thì soạn xong hồ sơ là nhìn đồng hồ 5:30 rồi, nó tức là lố rồi đó hả. Thì như vậy á, cái dạng đó là dạng last minute email. Rồi thầy ví dụ thêm cái ví dụ nữa, ví dụ như thầy yêu cầu là có bài tập về nhà, rồi thầy yêu cầu các bạn là khoảng chừng ngày mai đúng không, ví dụ như là cỡ 12 giờ, 8 giờ sáng đi, 7 giờ vô học là nộp đi, ngày mai học á, 7 giờ vô học là nộp. Thì các bạn mới chia nhóm, các bạn làm xong rồi bạn nhóm trưởng mới nói với các bạn còn lại á là tối nay tụi bay gửi tao cái nội dung đi để tao tập hợp lại, rồi sáng mai tao tao gửi cho thầy. Thế thì đúng là mấy đứa bạn mình nó cũng tối nó cũng gửi ha, nhưng mà một đứa là 12 giờ khuya, một đứa là 11 giờ, một đứa là 1 giờ đêm nó mới gửi. Vậy thì mình là cái người mình tập hợp thì mình đợi tới cái giờ đó mình tập hợp rồi xong rồi chừng nào mình mới ngủ. Thì đó, những cái dạng đó là những cái dạng last minute email, nó gây khó chịu cho cái người nhận ha. Và cũng có thể là người nhận không giải quyết được cái vấn đề sau khi mà chúng ta nhận được cái email đó ha. Cho nên lưu ý gửi mail nên có một cái khoảng thời gian, gửi mail thì chúng ta nên có một cái khoảng để cho người ta xử lý ha.